Thưa quý vị và các bạn, Vạn Xuân là vùng quê cách mạng, là nơi sản sinh ra nhiều bậc tướng tài cho đất nước như Cẩm Bá Thước, Cẩm Bá Hiền. Đây cũng là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Thường Xuân. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, những năm qua, các đảng viên chi bộ thôn Lùng Nưa luôn đoàn kết, một lòng cùng với nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn Lùng Nưa trở thành thôn nông thôn mới đầu tiên của xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Thôn Lùng Nưa, xã Vạn Xuân là vùng đất, địa linh nhân kiệt, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây chính là quê hương anh hùng Cẩm Bá Thước, người thủ lĩnh của phong trào Cần Vương. Những năm đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, trước yêu cầu phải có tổ chức đảng để lãnh đạo cuộc kháng chiến và phong trào cách mạng ở Thường Xuân, ngày 6 tháng 4 năm 1949, chi bộ đảng đầu tiên của huyện được thành lập tại thôn Lùng Nưa, xã Vạn Xuân. Với lịch sử vẻ vang của vùng quê cách mạng, nhiều năm qua, các thế hệ con cháu ở Lùng Nưa nói riêng và Vạn Xuân nói chung luôn nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhiều năm trước, Lùng Nưa được biết đến là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Vạn Xuân. Do vậy, để thay đổi được diện mạo vùng quê nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, năm 2015, cấp ủy chính quyền xã Vạn Xuân quyết định chọn Lùng Nưa là thôn điểm để xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi chương trình nông thôn mới được triển khai, chi bộ thôn Lùng Nưa đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Theo đó, mỗi đảng viên phụ trách một tổ, nhóm hộ, thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Từ cách làm này đã tạo thành phong trào thi đua sản xuất sôi nổi trong thôn. Người dân trong thôn đã biết phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Được các đảng viên trong thôn thường xuyên đến tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, với suy nghĩ không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, phải tự vươn lên để thoát nghèo. Gia đình ông Vi Văn Máy, thuộc diện gia đình chính sách của thôn, đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ, ông đã chuyển sang phát triển kinh tế đồi rừng với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, gia đình ông còn đầu tư phát triển dịch vụ nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong thôn. Trong những năm qua thì những năm khó khăn thì nó đã trải qua rồi. Với sự quan tâm của các cấp, các đoàn thể đã tạo đà cho gia đình vượt lên bằng chính mình để thoát ra được cái khổ, cái nghèo, cái đói đấy, để làm người cái tấm gương sáng chung cho trong thôn và ngay trong gia đình, là cái điều kiện kinh tế nó cũng khác hẳn hơn. Điểm nổi bật trong kết quả giảm nghèo, nâng cao thu nhập mà chi bộ thôn Lùng Nưa đạt được là việc thực hiện thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều đảng viên trong chi bộ đã mạnh dạn thay đổi quy mô, hình thức sản xuất, chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển quy mô lớn. Đặc biệt, mô hình chuyển đổi phát triển rừng gỗ lớn ở Lùng Nưa do các đảng viên thực hiện đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo thôn Lùng Nưa là 12%, thì năm 2019 chỉ còn 1%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng một người một năm. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ và thôn bản thì đến nay là chúng tôi đã gần thoát được nghèo, và riêng tỷ lệ hộ nghèo đến hiện nay chúng tôi còn 2 hộ, chiếm tỷ lệ rất là ít, và thứ hai nữa là hộ cận nghèo chúng tôi còn 5 hộ. Thì và các hộ khá giả càng ngày càng phát triển tốt, trong đó thì có sự vận động của chi bộ cũng như là của các đồng chí cán bộ đảng viên trong thôn bản, thì đó là cũng là một cái thành công của chi bộ cũng như đảng viên trong chi bộ và thôn bản đã tuyên truyền đến người dân. Và hiện nay là người dân thì cũng là rất ủng hộ, rất là đoàn kết để xây dựng trong cái chương trình phát triển nông thôn mới. Với phương châm, tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau, từ mô hình mỗi đảng viên phụ trách một tổ nhóm hộ, chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, nhân dân trong thôn đã góp sức người, sức của, hiến hàng nghìn mét đất, huy động được hơn 3,5 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang,
100% các tuyến đường, hệ thống kênh mương nội đồng đều được bê tông hóa. Khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang, làng quê ngày càng đổi mới. Năm 2018, thôn Lũng Nưa là thôn đầu tiên của xã Vạn Xuân về đích nông thôn mới. Chúng tôi cũng nhận thấy là sắp tới thì cùng với thôn Lũng Nưa sẽ có 8 thôn là về đích nông thôn mới. Thì trong cái công cuộc đó thì tiếp tục là đẩy cao cái chất lượng các cái tiêu chí nông thôn mới. Và đặc biệt là đến năm 2020 này thì thôn Lũng Nưa thì sẽ còn 1 đến 2 hộ là hộ nghèo. Cùng chung với đó là các cái giải pháp đó thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra các cái thôn khác để làm sao đó năm 2020 là xã Vạn Xuân là về đích nông thôn mới. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng với tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, chi bộ và nhân dân thôn Lũng Nưa đưa mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 được công nhận là thôn nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Vạn Xuân thực hiện thành công mục tiêu xã nông thôn mới.